Thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam đề nghị khởi tố vụ Mobifone mua lại AVG, tin đến từ Hà Nội. Thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam đề nghị khởi tố để điều tra vụ Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu được gọi tắt là AVG. Chỉ 2 ngày sau khi báo chí trong nước loan tin vụ mua bán này, đã bị giới chức hai công ty họp bàn lại và quyết định hủy bỏ. Truyền thông trong nước hôm thứ Tư dẫn đến kết luận của Thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho rằng dự án Mobifone mua AVG là một nghi án kinh tế rất nghiêm trọng. Trong báo cáo điều tra công bố trong cùng ngày, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng giao cho cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra vụ sáp nhập để xem xét và khởi tố đúng người, đúng tội. Tin cho hay Thanh tra Chính phủ cũng chuyển kết luận điều tra lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản vì nhiều nhân vật can dự vào vụ mua bán công ty AVG là những giới chức cao cấp thuộc quyền kiểm soát của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản. Vụ Mobifone mua AVG đã được báo chí ngoài luồng và dư luận trên mạng bàn tán từ nhiều tháng qua. Công ty AVG làm ăn thua lỗ liên tục, được Mobifone mua lại với giá cao hơn, trị giá thật khoảng 10 lần. Theo nhiều nguồn tin từ mạng xã hội, thương vụ này có sự can dự của con gái cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là bà Nguyễn Thanh Phượng. Trong số những giới chức có thể dính sai phạm trong vụ này, có cả các Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam.